Nghị định 187 của Chính phủ ban hành tháng 11 năm 2013 đã ghi rất cụ thể. Các hàng hóa đã qua sử dụng như là hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép là hàng cấm nhập khẩu hoàn toàn. Thế nhưng bằng một cách nào đó, hàng vẫn được tuồn đều đặn vào nội địa với khối lượng không hề nhỏ và bán một cách công khai trên thị trường. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi vừa phát hiện hơn 5.000 tấn hàng cấm trong các cảng. Đàng hoàng treo biển công ty, nhưng công khai bày bán hàng cấm nhập khẩu. Những điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đã qua sử dụng. Người bán cũng khẳng định nó là hàng được nhập về, nhập cả container, mua bao nhiêu cũng có. Nhập công về mà. Nhiều ở đây, tức là nhiều bao nhiêu, nhiều nguyên công đó luôn không? Hay là nhiều vài bộ, chục bộ thì cũng không phải là nhiều. Thậm chí công ty này sẵn sàng làm đầu mối nhập cả container về nếu khách có nhu cầu. Công em bán xong cho chị không có nghề sao chị làm, chị nếu muốn mua công thì giá nó rẻ hơn, nhưng mà nó đen thui, nó đầu này đít kia tùm lum gì đó, chị về lộn lời thì ăn mà lỗ thì chịu. Không phải những người kinh doanh không biết đây là hàng cấm nhập khẩu. Chủ một cửa hàng ở quận Gò Vấp cho biết muốn mua bao nhiêu cũng đáp ứng được, có điều phải kín đáo vì dù buôn bán cò con vẫn có thể bị bắt. Giờ hàng này bây giờ đang bắt. Có gì tôi bán? Không, bạn thì bạn về thôi chứ đâu bắt. Những người bán cũng cho biết loại hàng gia dụng này ở nước ngoài là hàng định kỳ phải thải loại. Như ở Nhật còn phải trả tiền để được cho vào bãi rác. Thế nên những đầu nậu đi thu gom gần như là không mất tiền, có thể chỉ mất tiền vận chuyển về Việt Nam. Là hàng cấm thì đương nhiên phải nhập lậu. Mà hàng lậu thì đương nhiên không kê khai hải quan, không phải đóng thuế. Mất chi phí tối thiểu để đưa đống hàng cấm này về. Nhưng sau khi mông má, chúng vẫn được bán ra thị trường với giá xấp xỉ hàng mới cho những người có tâm lý xính hàng nội địa. Mua 1,5 triệu 6,8 triệu bao con đặt 1,8 triệu 5,8 triệu là loại một ngựa inverter. 1,5 triệu là khoảng 6,5 triệu, còn 1 ngựa là 6,3 triệu là máy xay tinh nhất hàng nội địa, còn đó là hàng cao nhất, còn mà hàng rẻ nhất là như hàng Hitachi này là khoảng 5 triệu. Trả tiền cho những món hàng cấm, trả tiền cho những hàng hóa có thể gây ra ô nhiễm môi trường, trả tiền gấp nhiều lần giá trị thật của những món hàng được coi là phế liệu. Người tiêu dùng đang góp phần tiếp tay cho hoạt động buôn lậu hàng cấm về Việt Nam.